Mai Vàng núi Bà Tây Ninh. Trước hết con xin kính chào bà, chào các bạn. Hôm nay là cái ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch, tức là đầu tháng 9 đó các bạn. Hôm nay tôi vô trong vườn là cái tiêu đề hôm nay tôi muốn gửi đến tất cả các bạn là dựa theo cái lời bình luận. Các bạn bình luận, cứ bình luận ha. Cái nào tôi biết thì tôi sẽ chia sẻ, cái nào tôi không biết thì tôi tham khảo mấy anh em rồi tôi chia sẻ lại cho các bạn. Thì cái tiêu đề hôm nay của tôi là gửi đến tất cả các bạn là các bạn bình luận là gì? Tại sao cái tháng này cây kim trong cái nách lá nó không tạo nút tạo gạo mà nó ra đọt non, đúng không các bạn? Thì tôi sẽ lấy cái tiêu đề ngày hôm nay để tôi chia sẻ đến tất cả các bạn. Cái này nó phải cần sự góp ý của tất cả các bạn nha. Chứ tôi thì nó cái biết của tôi nó cũng hạn hẹp ở trong một cái phần nào thôi. Chứ thật ra tôi cũng không có giỏi giang gì các bạn. Tôi thực tế và cái cách làm của tôi cũng rất là đơn giản. Do vậy nên nhờ các bạn cùng chia sẻ thì tôi nói với các bạn rồi. Cái tháng này ta gọi là gì? Phân hóa mầm hoa. Phải không? Là sao? Tôi sẽ giải thích theo cái cách biết của tôi ha. Phân hóa mầm hoa này các bạn, cái kim của nó đó. Thí dụ nè. Bây giờ thôi để tôi lấy một cái cây ha. Thí dụ đây. Nè, cái mắt này nè. Giờ tôi giải thích lại ha, là các bạn cùng chia sẻ tôi coi. Thì cái mắt này nè, chưa chắc là cái gì các bạn. Chưa chắc là nó nút nó gạo. Chưa chắc là cái mầm lá. Đúng không? Thì nó phân hóa đó, các bạn thấy nè. Khi từ tháng 8, tháng này là bắt đầu nó vô mùa rồi đó. Thì những cái nách lá này nè, theo cái tôi biết ha, thì nó đều ra cái đầu này hết. Cái này chưa chắc đâu các bạn ơi, nó sẽ là lá. Mình cứ nuôi bình thường, nhưng mà cái nguyên nhân tôi nói rồi, thứ nhất là các cái bạn mà bình luận đó, các bạn xem lại các bạn có xịt cái loại mà cái gì cho xanh đỏ không, cho xanh lá không, là Atonit thường á, là ở đây người ta xài Atonit đúng không các bạn? Atonit với lại cái loại 30-10-10, tức là hàm lượng là đạm nó cao, hoặc là N3M, dù các bạn xịt trên hay túi dưới nó đều có cái hàm lượng thì gì, nó sẽ là gì các bạn, nó trở thành cái lá hết. Như của tôi này á, đây này, như này á, nếu mà tôi dùng cái hàm lượng đạm cao cũng như 30-10-10 tôi rải ở dưới gốc mà cái hàm lượng nó hơi đậm hen, thì mấy cái này nó sẽ trở thành toàn bộ là lá hết, đúng không các bạn? Là lá hết. Do đó những anh em người ta mà chơi chuyên nghiệp, tôi nói ha, chơi chuyên nghiệp thôi, thì sao các bạn? Nè, toàn là cái bây giờ nó phân quá mầm qua hết trơn này, đây nè, phải không? Nhưng mà cái này nó có thể nó sẽ nút có gạo có bông ngày Tết và có thể ra đọt. Bởi vậy tôi nói các bạn nè, sử dụng cái loại phân tùy các bạn. Nếu mình sử đưa cái hàm lượng kali cao quá thì cái này nó sẽ thành gì các bạn? Nút. Đồng ý. Nhưng mà nó chịu nổi hay không? Khi các bạn đưa hàm lượng kali thì cái đầu đọt này nó sẽ ngưng hoạt động sớm. Và tới đây cái mùa bắt tới là cái thời điểm cây nó sinh sản, nó sẽ tự động nó ngủ đông. Cộng với các bạn đưa cái hàm lượng kali sớm quá thì sao? Nó sẽ trổ sớm. Ồ, nó hơi khó vậy. Bởi vì cây mai mình, tôi nói các bạn, nó rất dễ chứ không có khó. Mà nó khó là gì? Nó chỉ có 4 ngày, 3 ngày Tết thôi. Yêu cầu các bạn trong 3 ngày Tết đó nó đạt 50% là bạn chơi được rồi. Nó khó vậy đó, chứ nó không phải như cây ăn trái. Cây ăn trái thì sớm chừng nào có mùa nấy, có giá nấy. Còn giờ cây mai nó buộc ở trong ngày mà trật cái đó ra là chết. Đây nè các bạn thấy nè, dễ hình thành. Thì những cái đầu này nè thì nó là nút là gạo rồi đó, Tết cho bông rồi đó. Nhưng mà những cái phần này nè các bạn. Và tôi nói các bạn nè, cái này nó vẫn ra nè, tôi nói cái nách này nè, đây nè, thấy không? Đây nè, cái này nó sẽ thành đọt nè. Cái mắt này nè, nó có hai nè. Và nó có hai cái nút cái gạo rồi. Và nó ra, cái này nó phải ra đọt nha.
Và cái này nó ra thêm nữa thì nó cặp ở trong nách nó, nó sẽ tiếp tục nó ra hoài. Nè các bạn thấy nè, hãy nó ra cái đầu đọt thì nó tạo nút ở trong. Nhưng cái này nó phải ra đọt nha. À, cái này vàng này là coi chừng ra đọt hết đó các bạn ơi. Nè đọt hết. Để làm chi? Nó sẽ ra tiếp tục ở trong tôi nói các bạn, nó do cái gì? Nó do cái xương này nè. Đây nè các bạn thấy không, nó ra cái xương nè. Nó ra cái xương chỗ này nó mới đặt cạnh được. Đó nè, cái này phải cái xương không? Nè cái xương ra nè. Thấy không? Mấy cái xương này nè, các bạn đừng có coi thường nó. Nó vẫn còn ra nha. Và có bạn nói là bây giờ nó sẽ nhỏ lớn này kia. Cái đó bây giờ thôi mình chơi kiểu như chơi mai, mình nói là mình mới biết chơi đi các bạn. Không phải là không quan trọng, nhưng mà mình đừng quá quan trọng với nó. Nó cực mình chứ không làm gì. Cứ để cho nó tự nhiên. Và các bạn tôi nói rồi, đừng có bón những thứ nhất nè, bây giờ nè mình vẫn còn kịp. Các bạn đừng có sợ, vẫn còn kịp. Bây giờ tôi nói các bạn vậy nè. Thứ nhất á, là bạn xem lại, tôi lặp lại lần nữa, cái này nó quan trọng nè. Cái hàm lượng ở dưới các bạn đưa cái gì? Tôi thì tôi đưa 16, 16, 8 một cử. Tức là tôi cho nó đi từ từ. Tức là gì các bạn? Gần với tự nhiên. Đi từ từ. Không nạp nó, mà cũng không dưỡng nó. Đi từ từ là 16, 16, 8. Kỳ rồi mình rải rồi, phải không? Kỳ rồi là mình rải rồi, phải không? À. Thì bữa 28, 29 tôi có làm rồi đó các bạn. Rải rồi ha. Thì bây giờ đó, tới tháng 9, rằm tháng 9, mình đi cái hữu cơ. Ha. Và tới cuối tháng 9, đầu tháng 10, nó tùy cái trường hợp. Có thể là mình đưa cái hàm lượng kali cao được rồi đó. Bị gì đầu tháng 10 hoặc giữa tháng 10 thì bây giờ tới đó đưa được rồi. Nó tùy cái thời tiết mỗi năm nữa. Thì sao các bạn? Mình đưa cái hàm lượng gì? Kali cao. Thí dụ 7, 7, 14, phải không? 7, 7, 14. 7 là đạm, 7 là lanh, 14 kali, thấy không? Như vậy là mình đã tăng rồi. Còn 16, 16, 8 nó có 8 kali cái phần cuối nè. Sau này mình tăng lên, đúng không? 14 kali hoặc là 10, 10, 30 cũng làm lượng kali cao. Thì tới đó nó cộng với cái gì? Cái tiết trời và cái thời gian sinh sản của cây trồng, thì nó sẽ phân hóa mầm hoa và nó tạo mầm hoa. Cái nút đó mình vẫn xài được. Bây giờ mà cái nút nó rõ quá đó ha, nó vừa vừa thôi nha. Thí dụ cỡ này tôi chịu nè, nhưng mà các bạn thấy nó đen thui thù lùi đó, nó cục rồi ha. Mà cái đầu ngọn này mà nó đứng lại là coi chừng. Tùy ha, theo cái cách làm của tôi chia sẻ các bạn, và cứ bình tĩnh. Bây giờ nè, tôi nói các bạn một lần nữa nè, để cho các bạn mới chơi mai còn kịp thời. Thứ nhất là sao? Đừng đưa những cái loại đạm, đúng không? Loại đạm á các bạn, đạm cao á ha, xịt ở trên lá hoặc là rải dưới. Mình cứ xịt cái loại, đừng có xịt gì hết trơn, xịt cái loại gì? Phân bón lá di lượng thôi. Cái tháng mưa này xịt rất là tốt, trừ bọ trĩ, sâu bệnh, nhện đỏ, vân vân. Và cứ bỏ cái hàm lượng NPK tùy các bạn, 16-8 cũng được. Hay là các bạn muốn tăng kali sớm thì các bạn bỏ 7-7-14. Nhưng mà tôi hiện nay nghe nói nha, để rồi các bạn nói là tôi tại sao như thế này sao? Tôi vẫn rải 16-8 cho nó đi từ từ. Và một lần nữa tới tháng 9, rằm tháng 9 tôi rải gì? Hữu cơ. Rải gì tiếp tục là gì? Rằm tới cuối tháng 10 có thể tôi tăng lên. Thì từ lúc đó tôi sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn. Hiện nay mà cái nút vậy, các bạn thấy không? Nút vậy, các bạn mừng không? Coi chừng. Và tôi cũng không phải là điều chỉnh được nữa. Cây mai nó phát triển, tôi nói các bạn, từng cây nó không giống nhau bao giờ hết. Nhưng mà tôi nói các bạn vẫn chơi được luôn, hãy như vậy là chơi được rồi. Nhưng mà đừng có mừng quá là gì, cho nó đứng cái đầu đọt này này coi chừng. Nè các bạn thấy đen thui, thấy không? Cây cũng chăm sóc như nhau thôi. Thì bây giờ làm sao? Có những bạn hỏi chú ba ơi, làm ngắn gọn lại đi.
đừng có chia sẻ nó dài dòng là vì sao. Cái nút nhỏ phải làm sao, cái nút lớn phải làm sao, làm sao mà bây giờ chia sẻ. Bây giờ tôi nói rằng trong cây mai nó đã có rồi, đây nè, ở đằng kia vậy, đằng này vậy, các bạn thấy đi lên ở đằng kia nãy các bạn thấy đen thui đây, nó đâu có giống nhau được. Còn cái thằng này thì nó đen thui nãy nè, nè. Bây giờ chia sẻ làm sao, một cây mà nó có 2-3 dạng rồi thì kệ nó. Trong này tôi nói các bạn tới tháng 10 nó sẽ nở một số bông, năm nào cũng vậy đó, thì nó nở bao nhiêu nó nở, nhưng mà tôi nói các bạn nó sanh sản từ cái tháng này nó sanh sản suốt luôn tới cái ngày các bạn xuất lá, nó sanh sản bông á, nút lớn thì sao các bạn, 7-8 bông, nút vừa vừa 5-6 bông, nút vừa vừa 3 bông, vừa vừa 2 bông 1 bông, vẫn có bông trời. Tôi làm theo cái cách tức là nông dân đi, nói đại vậy đi cho nó bình thường ha, đối với những bạn nha, thì các bạn nếu các bạn làm theo tôi thì vậy, cứ để bình thường đúng không. Rồi đó là cái tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay, và trả lời luôn câu hỏi các bạn này. Cái con nhện đỏ hiện nay nó ăn rồi, bây giờ phải xử lý sao, thì tôi nói các bạn rồi, ở đây thì không có ha, cái này là bệnh nè, có đằng kia nhưng mà giờ kiếm không ra. Bây giờ sẵn đây tôi nói nè, cái lá của nó, cái màu ở trên này nè, nó bạc bạc. Con bọ trĩ thì nó ăn ở đọt non này, con nhện đỏ thì nó ăn ở cái lá già, cái màu bạc chứ không phải màu này nha, cái màu bạc 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 là mình như là bụi vậy, bụi đường vậy. Thì bây giờ á, cứ xịt cho nó hết, để đó đi các bạn. Tuy là nó sẽ quang hợp ánh sáng, nó sẽ trao đổi chất ít hơn, nhưng vẫn còn trao đổi. Nhưng quan trọng là gì, mình xịt cho nó hết đi, nó sẽ ra cái đọt không. Tôi nói là cái nách á, mình đừng có chê mấy thằng này. Đây nè, các bạn thấy nè, mấy này nè, nè các bạn thấy nè, ra nè, đừng chê, mà chỗ này còn ra nữa, nó ra đọt rồi, nó ra nút, ra đọt nút. Mà đây tới, tới gì các bạn, tới Tết nó ra hoài. Và cái nút nó sẽ nở khi các bạn suốt lá, nó ra đồng loạt. Rồi lúc đó mình lấy mình chơi. Đó là cái tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Và các bạn thông cảm, không phải gì tôi cũng biết. Cái này nút nè, lớn nè, ra đây nhỏ dần, thấy không? Đúng không? Và những cái phần này nè, tôi nói các bạn có thể, một lần nữa nó nguy hiểm ở chỗ này nè, có thể là nút gạo, có thể là đọt non. Đưa kali nhiều thì cái này nó làm, nó tạo nút lìa đèn đứng đầu đọt, thì nó sợ là chịu không nổi. Còn hãy các bạn đưa đạm thì cái này nó ra đọt chắc chắn vậy luôn. Cái nguyên tắc là vậy. Do vậy nên mình đi từ từ để các bạn, để cho nó phát triển gần với tự nhiên chút đi, đúng không? Do vậy nên tôi nói các bạn, nước qua cái mùa mưa, hiện nay của tôi vẫn mưa các bạn, cái nước là quan trọng nhất. Khi qua cái gió bắc, đừng để nó sốc nước là cây mai của mình nó sẽ nở sớm, đúng không? Rồi sâu bệnh nãy tôi đã chia sẻ rồi, thì nếu các bạn cứ làm vậy, các bạn đưa từ từ, đừng có ngợp quá, đừng có đưa cái kali nặng quá. Có những bạn đưa kali đỏ đó, hỏi tôi bây giờ đưa kali đỏ rồi cái điều lượng á, tôi không có chia sẻ đó nha, bởi vì tôi sợ lắm. Chia sẻ các bạn làm không khéo là chết, cái kali sống á, kali đỏ đó nguy hiểm lắm. Có những bạn nói là đưa vô tại sao nó không ngưng đọt, thì cái nó từ từ các bạn, đâu phải các bạn đưa vô nó ăn liền, nó cũng phải từ từ nó đứng lại, cái đó mới tốt á. Còn các bạn đưa kali vô mà cái đọt nó đứng liền là coi chừng nó lố, thấy chưa? Nó không chết cái cây mà nó lố kali rồi thì cái đọt nó đứng lại vàng lòng hết, Tết mình có bông chơi. Rồi đó là cái tiêu đề tôi muốn các bạn cùng tôi góp ý để cho anh em mình mới chơi mai Tết nó có một cái số bông chơi trong ngày Tết. Đó là cái tiêu đề ngày hôm nay. Trước hết mình cũng chào bà các bạn, bà hen là Linh Sơn Thánh Mẫu hen, là người ta cái đang thờ bà hen, thành ra tôi chào bà. Có những bạn nói ủa sao chào bà đó, thì có những bạn hiểu, còn bạn không hiểu hen, là bà là Linh Sơn Thánh Mẫu do vua Gia Long phong cái hồi xưa, đúng không? Thì bây giờ mình cũng chào bà, mình kính bà đi, rồi chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.